Hồ Ngọc Hà khoe ảnh tập gym nhưng netizen ngượng đỏ mặt vì góc chụp khó đỡ. Hồ Ngọc Hà khoe ảnh chăm chỉ tập luyện thể thao để có vóc dáng săn chắc nhưng netizen lại đỏ mặt. Tuy đã là mẹ ba con nhưng nữ ca sĩ vẫn khiến nhiều khán giả mê mệt vì thân hình thon gọn, nụt nà cùng thần sắc rạng rỡ khó ai bì lại. Để có được vóc dáng chuẩn từng milim, Hà Hồ đã rất chăm chỉ tập luyện kết hợp chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh. Dù lịch trình làm việc dày đặc cũng như phải chăm hai con nhỏ nhưng hễ có thời gian rảnh là nữ hoàng giải trí lại nâng tạ. Mới đây, Hà Hồ khoe ảnh chăm chỉ tập thể thao nhưng lại khiến netizen đỏ mặt khi bất đắc dĩ phải nhìn vòng ba của cô một cách trực diện vì góc chụp khó đỡ. Diện bộ đồ thể thao ôm sát, mẹ ba con khoe triệt để thân hình gọn gàng cũng như nảy nở ở những nơi cần thiết. Có thể thấy, để có được thân hình như thế này, hẳn giọng ca cả một trời thương nhớ đã đổ mồ hôi rất nhiều ở phòng tập cũng như kỷ luật áp dụng chế độ sinh hoạt healthy. Đây không phải lần đầu mẹ ba con khiến dân tình ngượng khi xem ảnh trong phòng tập của cô. Trước đó, Hà Hồ từng diện bộ đồ thể thao ôm sát cơ thể và check-in khi tập yoga. Dù sở hữu vóc dáng thon gọn và dễ dàng, cân đẹp, mọi outfit nhưng nữ ca sĩ đã bị trang phục thể thao phản chủ, vô tình lộ những điểm nhạy cảm. Mấp mé tuổi 40, Hà Hồ vẫn giữ được thân hình chuẩn như nữ thần cũng như năng lượng lúc nào cũng tràn trề dù vừa chạy sâu liên tục vừa tất bật chăm hai con nhỏ. Một trong những bí quyết giúp mẹ bỉm cân nhiều trọng trách là chăm tập thể thao. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe ảnh đổ mồ hôi ở phòng tập. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.